Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Với phần thông tin đã được chia sẻ cũng như các hình ảnh đồ họa đã được hé lộ từ trước thì những cái tên này đã được rất nhiều game thủ chào đón. Tin chắc rằng khi được ra mắt chính thức thì những tựa game mobile này sẽ thu hút được rất nhiều người chơi trải nghiệm thử. Hôm nay hãy cùng AFK Mobi điểm qua sáu tựa game mobile đã có lộ trình ra mắt tại thị trường Việt Nam vào dịp cuối tháng 4 năm 2023. OBM một húp đi luôn. 27 tháng 4 năm 2023. OBM một húp đi luôn là tựa game đấu tướng chiến thuật theo lượt lấy đề tài One Punch Man đình đám, hứa hẹn mang đến một thế giới chuẩn nguyên tác cho game thủ tự do khám phá. Trò chơi sử dụng đồ họa bắt mắt, tạo hình nhân vật bám sát với bản gốc, hiệu ứng chiến đấu cũng được đầu tư hoành tráng để mang đến cảm giác chân thực nhất. Theo đó, game thủ sẽ xây dựng đội hình dựa trên dàn nhân vật có sẵn và phải không ngừng phát triển sức mạnh cho đội bằng cách thu thập thật nhiều tài nguyên nâng cấp. Alo chủ tướng Gamota, 27 tháng 4 năm 2023. Alo chủ tướng Gamota là tựa game thể tướng chiến thuật tầm quốc mang phong cách hoạt hình độc đáo với màu sắc bắt mắt và tạo hình tướng dễ thương. Game có chế độ câu chuyện khá thú vị và sẽ trải nghiệm một số chi tiết nguyên bản của tiểu thuyết trong khi điều khiển những nhân vật mang tính biểu tượng. Mỗi nhân vật đều có vai trò và khả năng khác nhau, người chơi sẽ trở nên bất khả chiến bại nếu kết hợp tướng và sắp xếp họ ở vị trí trong đội hình hợp lý. Hệ thống kết hợp nâng cao trong trò chơi cũng là một điểm cộng lớn khi cho phép game thủ tự do xây dựng đội hình chiến đấu theo chiến lược của riêng mình. Giang hồ bát phái phân tranh, 26 tháng 4 năm 2023. Giang hồ bát phái phân tranh là tựa game MMORPG 3D lấy đề tài võ lâm kết hợp yếu tố tiên hiệp mới lạ, hứa hẹn mang đến một trải nghiệm đầy thú vị. Trò chơi có nền đồ họa được xây dựng kỹ lưỡng đến từng tiểu tiết nhỏ, mỗi vùng đất mà bạn đi qua đều để lại ấn tượng bởi độ chân thực cố hồn của cảnh quan. Thiết kế nhân vật tạo cảm giác vừa đủ, không quá lố lăng nhưng vẫn tạo được độ ngầu bởi phần trang phục lẫn hoạt ảnh bắt mắt, tạo cảm giác nhân vật nào cũng mạnh. Lối chơi của game cũng mang những yếu tố đặc trưng của thể loại MMORPG như là trend quái, làm nhiệm vụ cày cấp, cày đồ phát triển nhân vật và mở khóa tính năng mới. Honkai Star Rail, 26 tháng 4 năm 2023. Honkai Star Rail là tựa game nhập vai đánh theo lượt chung vũ trụ với Honkai Impact 3 khi có sự xuất hiện của nhiều nhân vật quen thuộc. Trong game, người chơi sẽ lập đội hình gồm nhiều nhân vật khác nhau thông qua hệ thống gacha, ý hệt như trong Genshin Impact. Trò chơi sở hữu cho mình nền đồ họa 3D mang đậm chất anime Nhật Bản, tương tự như Genshin Impact, vô cùng đẹp mắt và sắc nét. Hiệu ứng âm thanh cũng được thể hiện vô cùng sống động, với mỗi nhân vật đều có phần lồng tiếng được đánh giá rất cao, kể cả bản tiếng Anh và tiếng Nhật. Đấu trường Onmichi Dizou Game, 21 tháng 4, 2023. Đấu trường Onmichi Dizou Game sở hữu lối chơi MOBA thường thấy ở nhiều tựa game cùng loại khác trên nền tảng di động. Tại đây bạn sẽ được tham gia một trận chiến 5v5 với những người trong vai các thức thần của thế giới Onmichi. Với đa dạng tướng đa nhiệm vai trò, tạo hình phong cách chibi đặc trưng của xứ sở hoa anh đào, mỗi tướng sẽ có các thuộc tính và kỹ năng khác nhau. Đi kèm là các kỹ năng bản ngọc và phép hỗ trợ cho bạn thỏa sức build tướng theo phong cách chiến đấu của riêng mình. Ngự Lâm Kiếm 3D VGB, 18 tháng 4 năm 2023. Ngự Lâm Kiếm 3D là tựa game MMORPG 3D lấy đề tài tiên kiếm hiệp, hội tụ những yếu tố đặc trưng nhất của dòng game nhập vai di động thường thấy. Mỗi môn phái đều có cho mình một bộ kỹ năng riêng biệt với các kỹ năng chủ động khác nhau cho phép bạn tùy ý sử dụng cho các hoàn cảnh khác nhau.
dấn thân sâu vào trò chơi, game thủ còn được tổ đội cùng với những người chơi khác để chinh phục hàng chục loại phó bản, săn boss cũng đa dạng, hoặc là trải nghiệm hệ thống PK rực lửa, gồm các hoạt động ban chiến liên server, đấu trường sinh tử, trận chiến sinh tồn kéo dài triền miên. Chỉ đặc quyền ở AFK Mobi, có mini game tuyệt vời hoàn mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi, qua tới thế cao cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi, chỉ ngay đi.